Xin chào mọi người, như vậy là chỉ còn có mấy hôm nữa là đến kỳ thi tháng 12 của chúng ta rồi đúng không nào? Mình biết là cái thời điểm này các bạn sẽ rất là khó để mà kiểu nhồi nhét kiến thức vì chúng ta học quá là lâu rồi Nên là thôi, mình cứ học từ từ nhẹ nhàng thôi nhá Ví dụ như ngày hôm nay hãy cùng mình luyện 40 câu à, ngữ pháp của phần à, N2 Mà theo cái kiểu là ra đề chuẩn cái concept ra đề của đề thi JLPT nhé mọi người nhá Một tiếng thôi, ngồi ôn nhẹ nhàng xong rồi cuối tuần mình cứ thế là đi thi Ok mọi người, bắt đầu nhá Trước tiên xin mời các bạn làm câu số 1 nào Câu này chúng ta sẽ dịch từ dưới lên cho mình nhé. Có rất là nhiều những chính trị gia, họ họ suy nghĩ, họ suy nghĩ rằng là làm sao nhỉ? Đó là cái vấn đề này thế nào đó giải quyết bằng chiến tranh. Đó, thế thì bây giờ à, các bạn chọn đáp số mấy? Ừ, câu đầu tiên cũng làm đúng nhỉ? Ừ, chúng ta có là niyotte shika ni totte dake ni dake yoru to câu số 4 là gì nhỉ? o megutte shika à chỗ này nó xoay xung quanh cái vấn đề là dake và shika hai cái loại ngữ pháp đúng không và một nửa còn lại của nó là gì nhỉ? ví dụ chúng ta sẽ phân vân giữa niyotte, niyotte, hay là gì nhỉ? to hay là gì nhỉ? o megutte thế các bạn sẽ chọn đáp án số mấy? Ừ. mình nhìn vào câu này thì mình sẽ xem được cái cách nói nào mà nó phù hợp nghe có vẻ đúng nào à cái vấn đề này là cái vấn đề mà ví dụ như cái câu số 1 là gì nhỉ sẽ chỉ giải quyết được bởi bằng bằng chiến tranh đúng không nào ừ nghe có vẻ hợp lý đúng không ok hợp lý thì chọn luôn cho mình nhá đáp án chính xác là đáp án số 1 mọi người ạ thực sự thì có một cái ngữ pháp mà mình nghĩ là nếu mà gọi là muốn trao cho một cái ngữ pháp gì mà gọi là ngữ pháp hoa hậu của tất cả các loại ngữ pháp trong tầm n 3 đến n một thì mình nghĩ chắc chắn đó là cái ngữ pháp nay này mọi người từ n4 từ N n2 luôn ạ. Đây là một cái ngữ pháp mà nó rất là hay, có thể đứng một mình mà có thể là nó sẽ đứng ghép cùng với một cái ngữ pháp nào khác và để tạo thành một cái câu văn mà chúng ta nhìn qua thì có vẻ hơi khó đoán một chút đúng không? Thì bây giờ gì nhỉ? À là cái vấn đề mà chỉ có thể giải quyết bằng tức là niote ngữ pháp của n3 rồi nhá. Đó là gì nhỉ? Bằng một cái phương thức cách thức nào đó ghép vào câu văn nó rất là hợp ở chưa nào? Chỉ có thể giải quyết bằng gì nhỉ? Bằng thông qua lá chiến tranh thôi. Ok. Thế còn nitotete là gì nhỉ? Đối với, không phải rồi. đối với tôi gia đình là quan trọng nhất, không phải nhá. Hay tiếp theo là tốt là gì nhỉ? Theo như thì không phải rồi. Và cuối cùng là omega là gì nhỉ? Ô megutte là xoay xung quanh, ví dụ những cái tranh chấp xoay xung quanh vấn đề gì đó. Được chưa nào? Ok. Câu số 1 mọi người làm đúng không? Đó nhá. Đây là câu số 1 này. Tiếp theo chúng ta cùng nhau sang câu số 2 nhé mọi người nhá. ừ uhm. 動物園から逃げ出した猿を捕まえ、ちゃうちゃうない、腕を噛まれて怪我をしてしまった。このにあじいにゃあ,あ。 tôi bắt cái con ngựa à những con ngựa mà là con khỉ khỉ mà nó trốn từ gì nhỉ từ cái gọi là làm cái gì đó bắt cái con gì nhỉ bắt cái con khỉ mà nó trốn từ sở thú nhưng mà thế nào vậy đó là gì nhỉ là bị nó cắn vào tay đúng không cắn vào cánh tay và cuối cùng là thành ra bị bị thương vậy thì bây giờ mình sẽ nhìn giữa hai cái cấu trúc à, trước sau như này mình sẽ tìm một cái sự liên kết nào đó score, cho nó phù hợp với nghĩa nhá câu số một này you the this né dường như là thế nào đó số hai chúng ta có you to shita bakari desu thì là ta đi thì chúng ta có thể gọi là gọi nhớ ra một cái ngữ pháp là vừa mới thế nào đó đúng không? Thì câu số 3 này, you to shita tokoro isne. chúng ta có một cái ngữ pháp là veta tokoro là gì nhỉ? Khi mà mình làm cái gì đó thì à, đằng sau nó dẫn đến một cái kết quả hoặc một cái điều gì đó mình nhận ra được được chưa nào? Và chúng ta có ngữ pháp là you to suru, yu to suru là gì nhỉ? Là mình cố gắng làm cái gì đó À, nếu mà nói như vậy thì tức là cái câu này đáp án chính xác là đáp án số số đấy nhé, đáp án số số 3. Khi mà tôi, được chứ nào? Khi mà tôi đang cố gắng để bắt cái con con khỉ mà nó chạy ra khỏi từ sở thú thì tôi đã bị nó cắn vào tay và bị thương, được chưa nào? Câu logic chưa? Ok Thế còn yo mono nhé Cái ngữ pháp này nó sẽ có nghĩa là nếu mà lỡ chẳng may thế nào đó Ví dụ như là gì nhỉ? Cái con kinen bio mono mononada Nếu mà lỡ có quên gì nhỉ? Có quên um, ngày kỷ niệm kết hôn chẳng hạn đúng không? Thì mo sugoku okurareru kamoshirenayo Là gì nhỉ? À Nếu mà tôi có lỡ quên mất cái ngày uh, kỷ niệm kết hôn với vợ tôi Thế nào cũng bị gì nhỉ? Cô ấy cáo chứ mà xem đúng không? Đấy là cái ngữ pháp là yo mono nada, Nếu như mà có lỡ thế nào đó okay ok chưa? Hay, đó là câu số 2. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đi đến câu số 3 nhé mọi người nhá. Ừ, câu số 3. Ừ. Là thế nào thế nào đó Cái phẫu thuật này Thì gì đây nhỉ Cái người bệnh nhân thì sẽ gì nhỉ Sẽ khổ cực mãi đúng không Chịu phải chịu khổ mãi với cái Với cái căn bệnh này Cứ xin là mình chịu khổ với nhau nhá Thấy câu này Câu này thì mình sẽ ra một cái nghĩa gì mà nó hợp lý một chút thôi mọi người Là gì nhỉ? Nếu như mà tôi nào? Nếu như mà không phẫu thuật Kiểu kiểu như vậy đúng không? Nếu mà như không, nếu mà không phẫu thuật thì cái người bệnh nhân thì sẽ mãi mãi rất là phải khổ sở về căn bệnh này Thế thì tìm một cái ngữ pháp nào mà nó có vẻ như là gì nhỉ? Đưa ra cái trường hợp giả định như vậy được không mọi người? Câu số 1 nhá, đó là Shinai ni kakawarazu cái từ ni <laughs> kakawarazu mình dịch là gì nhỉ? Bất chấp kể cả thế nào đó ví dụ như là à sư này sư này thì các là nếu mà nó đi thường thường hay đi một cái cặp động từ mà nó mang ý nghĩa ngược nhau đúng không ví dụ như các bạn đi um, đi 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 uh, gì nhỉ đi uh, đi ăn hay đi nomi hô đài đi Được nào khi mà đi nomi hô đài thì bất kể là bạn uống hay không uống nó nomi này thì các là dự ですね。飲む、飲まないに関わらず、えー、一人で、えっ、ー、と、千円かかりますとか。オッケー。はい。で、こそ、もうね、こそ、はら、しないにしては、ですね。にしては、ずいや、ら、まくぞーてなおだよ。もう全然勉強していない、ですね。全然勉強しなかったにしては、もう、N2 に合格できました。 là gì nhở rõ ràng là chẳng có học hành gì đúng không mặc dù chẳng có học hành gì cả thế mà cuối cùng lại đỗ được nửa hai đúng không nào gen bên kêu wa ok đấy là mặc dù được chưa nào thế còn shinai kagiri là gì nhở chừng nào mà không làm cái này thì đằng sau sẽ gì nhỉ? đằng sau sẽ vẫn là một cái trạng thái mà gì nhở mà mà luôn luôn duy trì nếu mà cái việc đằng trước nó không xảy ra nhá yeah. ok thì thì trong câu này mình sẽ có thể dịch vào được không nào chừng nào mà mà còn chưa phẫu thuật thì những người bệnh nhân sẽ vẫn phải chịu khổ sở suốt với cái căn bệnh này đúng không mọi người đúng không là chừng nào mà cái hành động này nó chưa xảy ra đúng không thì cái trạng thái đằng sau nó vẫn sẽ cứ liên tục kéo dài nhá. Yeah. Hãy như vậy đáp án chính xác của câu này đáp án số số 3 nhé mọi người nhá. Thế còn câu số 4 là gì nhỉ? Shinai koto mo naku Ví dụ như là eto o sake wa yamerade nai desu ne. nai koto mo nai Tôi thì cũng không hẳn là không, không hẳn là không gì nhỉ? Không thể bỏ được uh, rượu thế nhưng mà thế nào nào đó nhá yeah, thì là nai koto mo nai nghĩa là gì nhỉ? Không hẳn là không, không phải là không thế nào đó nhá. Yeah. Ok chưa? Rồi, đó là câu số 3. Chúng ta cùng nhau đi tiếp sang câu số 4 nhé mọi người nhá ừ, câu số 4 là gì nhỉ? Tada nagai jikan benkyou shita kara to itte seiseki ga agaru chom thế nào đó. À, chỗ này có một cái bật mí nhỏ mọi người nhé, đó là to dù nói là thế nào đó. Được chưa nào? Dù nói là đã học hành trong suốt một cái khoảng thời gian dài. Thế nhưng mà thế nào đó là gì đấy? Ờ cái thành tích nó tăng. À, thế thì cái câu này cái cấu trúc này mọi người, có lẽ là trong N2 các bạn đã quá quen thuộc với cái cấu trúc này ở trong những cái câu mà nó gì nhỉ? Nó phủ định một phần đúng không nào. Kara toi te na ni na ni wa ke de wa nai ne hay là to wa kakira nai và có một cái nữa là gì mọi người? Các bạn nhớ không? Đó là gì nhỉ? Tôi yêu mono de wa nai ne. Khi mà mình muốn đưa ra một cái quan điểm của bản thân mình về một cái vấn đề đó, về vấn về một vấn đề gì đó và chúng ta muốn phủ định một phần nào đúng không nào? Thì ví dụ như là gì nhỉ? Tôi nghĩ rằng đúng không nào? Tôi nghĩ rằng không phải là không phải là gì nhỉ cứ học hành suốt trong một thời gian dài là gì nhỉ là thành tích nó sẽ nó sẽ tăng đâu mà ví dụ như còn phải phụ thuộc vào bạn học cái gì phương pháp học ra là làm sao và nội dung bạn học như thế nào đúng không nào Đúng không? Ok chưa? Như vậy các bạn nhớ cho mình nhá Cái cách nói phủ định một phần trong cái cách nói là Tối yêu mono de wa né Thì là nó đưa ra cái suy nghĩ của bản thân Về một cái vấn đề gì đó khi mà mình muốn gì nhỉ? Muốn gọi là uh, phủ định một phần một cái Bình thường người ta hay nghĩa gì nhỉ? Ví dụ học lâu là, là là sẽ thành tích tốt đúng không? Nhưng mà tôi phủ định một phần cái ý đó nhá Hay thế còn Dokoro de wa nice né Mô ga chikazuite iru kara à số vừa Tokyo đồ đây quả này nhé là gì nhở kỳ thi nó sắp đến gần rồi thì nên là không phải là lúc mà chúng ta phải đi có thể đi chơi đúng không à số vừa Tokyo đồ đây này ok hệ Yuko Tokyo đồ đây này ok thế còn câu số ba gì nhở Koto đã rồi nhé hẳn là một cái việc gì đó thế còn cuối cùng là Wakine như vậy này nhé là gì nhở ừ, không thể nào à không thể nào mà gì đấy không thể nào mà làm một cái việc gì đó à vì một cái vì một có một cái sự tình nào đó ví dụ như là uh, ngày mai có một cái cuộc họp rất là quan trọng đúng nào thế nên là gì nhỉ dù có chuyện gì xảy ra nên tôi cũng không thể nào mà 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 không đến công ty được đúng nào thì mình có thể nói là gì nhỉ cây xấu ya sư mưa hoa như vậy này nhé ok chưa Ashita daiji na kaigi ga arimasu no de ok mô nít ga atte mo Kaishou xấu ya sư mưa hoa như vậy này ok chưa hay đó là câu số bốn nha mọi người nha tiếp theo câu số năm này mukashi koko ni aoi numa ga atta chấm 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 đúng không nào? Cô nô mau á, Ao đề được rồi câu này là một cái câu mà động đến một cái ngữ pháp rất là điển hình của nữ hai mọi người ơi và cô thấy cái câu này cách nói này nó gặp rất là nhiều ở trên gì nhỉ ở trên các văn bản báo chí nhớ thế thì có một cách nói nào mà cách nói khi mà người ta muốn gì nhỉ muốn muốn đưa ra một cái nguồn gốc hay đưa ra một cái giải thích cho một cái cách đặt tên hay một cái tên gọi ở đó thì các bạn có những ngữ pháp gì không bật ra luôn cho mình nào đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án số <laughs> Tôi mới nhớ Karasuru to desu ne Đó là gì nhỉ? Xét từ một cái khía cạnh nào đó Câu số 2 là Motoyori sne ですね. Ví dụ như là eh, Kanojo wa Mà Eigo wa motoyori Không chỉ tiếng Anh mà Vì hông có mộ Eh, yoku shabiremasu Cô ấy không chỉ gì nhỉ? Không chỉ tiếng Anh mà còn ngon nói được rất tốt cả tiếng tiếng Nhật thì cái wa motoyori này nó có nghĩa gì nhỉ? Nani nani dake de naku. Còn lại ngữ pháp số 3 của chúng ta đó là mama nhị thì cái này là quá quen thuộc trong đầu bao rồi đúng không nào? Đó là gì nhỉ? À, làm cái gì đó mà vẫn giữ nguyên cái trạng thái đằng trước, đúng không? Ví dụ như là den kyo tsuketa mama de kakete shimatta. Ok. Hay thì còn câu số 4 này koto kara né Ờ ừ, các bạn ghi cái này cho cùng trong mình nhá. Cho cô nhá, đó là gì nhỉ? À nani nani koto shine. đó là gì nhỉ? Từ cái việc là Đúng không? Từ xuất phát từ cái việc rằng là ngày xưa ở đây nó có một cái đầm, trên nào, một cái đầm màu xanh thế nên là cái vùng này, cái khu vực này nó được gọi là à Ao là khu vực gọi là đầm xanh nhá. Nên là các bạn nhớ này, trong những cái câu mà mà muốn gì nhỉ thể hiện một cái nguồn gốc giải thích cho một cái tên gọi hay một cái xuất xứ nào đó thì chúng ta dùng cái ngữ pháp là kotokada, xuất phát từ cái việc gì đó nhá. Đấy, đó là câu số 5. Câu số 6 này cá thể như vậy, nằm đồ mô tás kê tè mô đắt té, hông tô nghĩ can sạ chớ chấm rồi, là gì nhờ, tôi đã được anh ấy cứu giúp đúng không giúp đỡ rất là nhiều lần rồi, thế nên là, Tôi thế nào đó cảm kích nhà mọi người Bây giờ tìm một cái cách nói gì mà nó thể hiện cái mức độ là tôi vô cùng cảm ơn là mọi người ừ. Câu số 1 nha Sezu ni wa iraranai ne Câu số 2 ni wa oyobanai Câu số 4 À câu số 3 gì nhỉ Shite ga nai Câu 5 là gì À câu 4 Câu 4 là gì nhỉ À Shinai to mo kagiranai ne Chúng ta đi từ dưới, dưới lên trên thế nào ừ. Shinai to mo kagiranai ne à, To mo kagiranai ne Là không hẳn là thế nào nào đó nhá câu số 3 là gì nhỉ? Dù có làm cái này thì cũng chả có cách nào khác cả Chúng ta căn cứ dựa đúng theo cái gì đấy Theo cái từ vựng của nó thôi à, Là gì nhỉ? Dù thế nào đó Thì cũng thì cũng phải chịu thôi Thì cũng không có cách nào cả Ví dụ như là một bên kêu Là gì Không có học hành gì cả Thế nên là dù có có trượt ở kỳ thi Thì cũng cũng đành phải chịu thôi nhá Thế còn câu số 2 này nhưng mà oyobanai desu Nghĩa là gì nhỉ? không cần thiết phải thế nào đó ví dụ setsume như là oyobanai không cần thiết là phải giải thích gì cả còn ngữ pháp số 2 thì cái này có nghĩa là gì nhỉ không cần phải làm cái gì đó ví dụ như là một của nó can sugi được cả đại nhé một như vậy ok cái ngữ pháp này nó dễ quá nên là không cần thiết phải phải giải thích gì cả nhá. Và cuối cùng chúng ta có cái ngữ pháp này đó là xây dựng như vậy ý ra đề này nhé. Ở cái ngữ pháp này thì nó rất là hay đi với những cái động từ mà nó thể hiện cái cảm xúc nhá. Là gì nhỉ? Ờ không làm cái này thì không chịu được các bạn. Phân tích dựa đúng theo cái gì nhỉ? Cấu trúc ngữ pháp đúng không? Không cảm kích thì không chịu được, tức là gì nhỉ? Tôi vô cùng cảm kích nhá. Can xây dựng như vậy ý ra đề này. Ok. Đấy là câu số 6, đáp án chính xác đáp án số 1 nha mọi người nha. Tiếp theo câu số 7 này. どんなに頭がいいっちゃ、習っていないことは答えられない。ああ đầu óc có thông minh đến cỡ nào đi chăng nữa thì thì làm sao nhỉ? Những cái gì mà mình chưa học thì cũng không thể nào mà trả lời được. À vậy thì trong cái chỗ này nó có một cái tín hiệu, một cái gợi ý thì chúng ta có thể chọn đáp án hoặc là chọn một cái gọi là sắc thái câu văn nhá. Đó là gì nhỉ? Donna nhị dù cho thế nào đó. Thế vậy các bạn nhìn trong bốn đáp án cho mình. Xem một cái nào là dù cho mọi người? Có dù cho ở đây không? Câu số 1 chúng ta có nagara là vừa vừa thế nào đó đúng không? Vừa làm cái gì vừa làm cái gì. Tiếp theo chúng ta cùng nhau nhìn ra ngữ pháp số 2 này, đó là gì nhỉ? Nishitatte. Ôi mọi người ơi, chỗ này chúng ta có một cái ngữ pháp đó là N3 ấy, không biết các bạn nhớ không? Đó là gì nhỉ? Tatte bằng với e temo nhá. Ok chưa nào? Thì câu này Câu này chuẩn quá rồi đi theo đúng với cả. Donnani desu ne. Ừ,どんなに頭がいいにしたって, Ờ, dù cho là gì nhỉ, dù cho là có thể à, dù cho là đầu óc có thông minh đến cỡ nào với chăng nữa thì những cái cái mà mình chưa học thì cũng không thể nào mà trả lời được. Được chưa nào? Câu số 3 nhá. No wa moto yori. Chúng ta có một cái ngữ pháp là wa moto yori mọi người nhá. Danh từ cộng với wa moto yori chúng ta dịch là gì nhỉ? Cái danh danh từ đó là đương nhiên rồi và đằng sau những cái khác cũng thế nào thế nào, thế nào đó chứ nào ví dụ như là gì nhỉ? New ta, toki ni ano honnin wa gia no minasan mo sugoku taihen datta desho. Là gì nhỉ? Khi mà gì nhỉ? Khi mà uh, đi nhập viện đúng không nào thì uh, bản thân cái người nhập viện không nhìn ba motoyori đúng không? Bản thân người nhập viện đấy thì cũng rất là vất vả rồi thì uh, cả gì nhỉ? cả những cái người trong gia đình thì mọi người hẳn cũng sẽ rất là vất vả đúng không? Thì là cái vế này là đương nhiên rồi và thêm nữa là cả vế sau nữa thì đấy là cái cách dùng của ngữ pháp này mọi người nhá. Cuối cùng là hanmen, hanmen thì nó gì nhỉ? là ngược lại, tức là gì nhỉ? nó diễn giải ra hai mặt của một vấn đề. Ví dụ như là Oka-san wa itsumo yasashi hanmen kowai desu ne ví dụ như là mẹ tôi thì gì bình thường thì rất là rất là hiền đúng không? Thế nhưng mà cáu lên là bắt đầu rất là gì nhỉ, đáng sợ thì diễn giải đưa ra những hai cái mặt, hai cái mặt mà gần như mang ý đối ngược nhau của một chủ thể nào đó mọi người nhá. Ok. Và như vậy câu này chúng ta có đáp án số 2 đáp án chính xác. Chúng ta tiếp sang câu số 8 nhá. Ừ. Tanaka san wa yasumi nano? Ừ. Câu này nghĩa gì nhỉ? Ơ hôm nay anh Tanaka nghỉ à đúng không? Ừ thế thế nào đó đúng không? À, anh ấy bảo rằng anh ấy bảo rằng là anh ấy sẽ đi đến đi đến tòa thị chính đúng không nào? Ok, ủy ban đấy. Thì chúng ta trong cái câu này thì nó sẽ à, hỏi chúng ta liên quan đến gì nhỉ? Đến phó từ. Thì các bạn thấy là trong cái đề thi GPT của N2, N2 N3 hay n 1 cũng thấy thôi. Nó rất là hay có những cái câu mà liên quan đến phó từ như này thì cố gắng tìm mình câu này. À, những câu này cố gắng tìm làm đúng cho mình nhá. Ờ. Câu này đáp án chính xác của chúng ta là đáp án số số 3 nhá. Chúng ta có từ là bashiga hình như là mọi người nhớ hình như là tashkani thì là chắc chắn là còn tashka là hình như là hình như là anh ấy bảo là anh ấy đi đến đi đến đâu nhỉ? Đi đến ủy ban. Thế còn câu số 1 nhá. Masani thì quả wow, thật là thế nào đó còn sasuga ồ uh, quả wow, nhiên là khi mà mình khen một ai đó nhá ở ừ, ví dụ sasuga thanh sen dây để nhé ok hay là còn masaka trong những cái câu sẽ nói khi mà chúng ta gì nhỉ khi mà chúng ta không thể tin được mà chúng ta quá bất ngờ trong một cái thông tin mà đối phương đưa đến cho chúng ta nhá thì cái này nó sẽ là masaka ok cho mọi người trong câu này đáp án chính xác của chúng ta đáp án số số ba đó là gì nhỉ à, hình như là nhá chắc là đó nhá. Câu số 3 đáp bạn chính xác này. Câu số 9 này. Gakusei no koto chờ chấm sensei wa kibishiku shidou suru no da. Câu này nghĩa gì nhỉ? Thế nào thế nào đó? học sinh thế nên là gì nhỉ? Giáo viên mới mới gì đấy? Mới hướng dẫn một cách gì nhỉ? Một cách rất là nghiêm khắc nhá, hướng dẫn một cách rất là nghiêm khắc. dẫn dắt một cách rất là nghiêm khắc. Thế thì trong câu này các bạn chọn đáp án số mấy nhá? câu này thì mình sẽ hiểu rằng gì nhỉ? À chính vì thế nào thế nào đó chúng ta đi với động từ là omo nghĩ Chính vì là nghĩ cho học sinh Thế nên là giáo viên mới gì nhỉ? Mới hướng dẫn, mới chỉ dạy một cách rất là nghiêm khắc Thế thì cái câu nào mà đưa ra khẳng định Gọi là gì nhỉ? Nhấn mạnh vào cái ý nghĩa là vì cái nguyên nhân đấy cho mọi người nhỉ? Đáp án của chúng ta đáp án số Ừ, đáp án số ba eh, 3 nhé mọi người nhá Chúng ta một ngữ pháp là ba cô sổ nhé Chính vì là nghĩ cho học sinh Thế nên là giáo viên mới như vậy nhá ok thế còn lại cái à, cô sổ thì không có rồi thế còn là gì nhỉ tesura sura là gì nhỉ ngay cả Ok, thì cái này nó không liên quan trong cái ngữ pháp này Mọi người nhớ Hay. Tiếp theo câu số 9 này ừ. Sola ga kiu ni kuraku natte Suna arashi ni natta À, bầu trời đột nhiên gì nhỉ Tối sầm lại Và gì nhỉ, và tạo thành một cái trận Bão cát nhá Hay. Rồi và Suna arashi ga satta to wa Kuruma mo hito mo suna chấm chấm Datta Nhé. Ừ, và khi mà cái cơn bão cát thì nó đi qua đúng không nó nó đi qua rồi thì thì gì nhỉ dẫn đến một cái trạng thái mà cả xe ô tô lẫn cả người đều đều gì nhở? đều thế nào cát là mọi người đều lấm lem là cát đúng không nào chúng ta có đáp án số 2 đáp án chính xác khi mà à, có một cái ngữ pháp đó là gì nhở? danh từ cộng với mami đó là gì nhỉ nó diễn tả một cái trạng thái mà chúng ta bị bị bám bị dính rất là nhiều thứ về mặt bề mặt nhá tsunami ok Thế còn tsukusu này Cái từ này đọc là tsukusu ですね Bình thường nó có một cái cách à, dùng là gì nhỉ Ví dụ nomi tsukusu là bằng zenbu nomu nhá, Là uống hết sạch nhá. I tsukusu là gì nhỉ Mình nói ra hết Ok chưa nào? Thế còn là kiwami thì nó sẽ thường ví dụ nó sẽ thường đi với một cái danh từ nào đó mà nó eh, mang ý nghĩa là về mặt cảm xúc chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? cực kỳ cái nào đó nhá. Còn cuối cùng đó là zukume zukumê thì uh, nó sẽ hơi khác với mami de một chút. Mami de là gì nhỉ? diễn tả những cái mà nó bám dính về mặt bề mặt toàn là thế nào đó. Thế còn cái zukume chúng ta cũng dịch là gì nhỉ? cũng dịch là toàn thế nhưng mà nó sẽ không thiên về những cái mà bám dính về mặt bề mặt nữa. Ví dụ như là Eh 今年は幸せづくめの1年でした đúng không? Năm nay là một năm mà ừ, rất là nhiều điều đúng không? Rất là nhiều những cái điều mà tuyệt vời. Đó, y cô tổ ấy, y cô tổ giữ cứ mẹ nó Ok chưa nào? Đó nhá. Hay, đấy là câu số 9. Câu số 10 này. Hong no data o zenbu pasukon ni ireta. À tôi đã cho hết những cái dữ liệu gì nhỉ trong sách vào trong gì đấy, vào trong máy tính rồi. Thế thì bây giờ là chấm thế nào đó À, vậy là như thế này thì bây giờ tôi sẽ có thể là kiểu như là không cần phải đúng không? Ngày nào cũng phải mang thật là nhiều sách đi đến trường học nữa Sách nặng đi đến trường học nữa đúng không nào? Thế thì bây giờ cái câu nào mà sẽ mang cái ý nghĩa là gì nhỉ? À không cần phải làm cái gì đó là cũng ok nhỉ mọi người nhỉ? Đó là số mấy? Ừ. Câu số 1 nhá. Mochiaruku wake ga nai desu ne. Cái từ wake ga nai là gì nhỉ? Làm sao có thể thế nào đó, đúng không nào? Go kaku dekiru wake ga nai desu yo. Làm sao mà có thể đổ được? Đó nhá. Thì cái này là wake ga nai gì nhỉ? Làm sao có thể xảy ra một cái chuyện gì đấy mà chúng ta không thể nào mà làm được một cái việc gì đó nhá. Thì câu số 2 này. để nai de sumu desu ne. để desu sumu là gì nhỉ? Cái từ mượn này có nghĩa là gì nhỉ? Kết thúc kết thúc trong cái trạng thái làm gì hoặc là không làm gì Thế thì mình sẽ có gì dịch Đấy là mình phân tích về từ vựng như vậy thôi Thế còn cái nghĩa của nó thì chúng ta có thể hiểu gì nhỉ À là không cần phải làm cái này cũng ok đó, thế thì câu này mình sẽ chọn đáp án chính xác là đáp án số số 2 nhé mọi người nhá. Đó là một chia được này đấy, nhé. Không cần phải à, gọi là gì nhỉ? À, sách bộ đúng không? À, nhiều à, những cái bộ sách nặng đến trường học mỗi ngày nữa nhá. Thế còn câu số 3 này, một chia được cứ một ý này không thể nói là thế nào nào đó cũng không thể không hợp không hợp với nghĩa đúng không? Mặc dù có cái ngữ pháp này. Thế còn câu số 4 nhá. Một chị ari <laughs> được, Cái từ được là mình sẽ làm một cái gì đó để cho đối phương thấy được cái điều đó nhá ví dụ như là một giệt tay xe cô được là gì nhỉ tôi tuyệt đối là tôi sẽ tôi sẽ thành công cho mà xem nhá thì cái từ vt à cái ngữ pháp vt mi được là mình làm một cái gì đấy đúng không? làm cái gì đấy cho mà xem tức là làm cái gì để cho đối phương nhìn thấy cảm nhận thấy là gì nhỉ mình đã làm được cái việc đó đúng không tức là một chút thể hiện ra đấy nhá thế đây một cái ngữ pháp của n một mọi người ạ <laughs> ok rồi tiếp theo câu số 11 của chúng ta nhá ừ.

và gọi là gì đấy à đưa tay ra giúp đỡ đấy cái từ theo ra sự là gì nhỉ mình chia tay là mình giúp ấy thì thì gì đấy nhỉ ờ cuối cùng nó dẫn đến một cái kết quả gì nhỉ lại trở thành cái cái sự um, gọi là gì nhỉ à uh, phiền hà cản trở đối với người ta thế thì các bạn sẽ chọn cái đáp án nào mà để nó sẽ có thể làm đảo lộn cái ý nghĩa của câu trước và câu sau nhỉ mọi người nhỉ tên số mấy ok chúng ta có đáp án số số bốn nhá đó là kate snep ừ khi mà tôi gì nhỉ tôi định giúp đỡ và để chia tay ra giúp đỡ người ta đúng không thì ngược lại nhá ngược lại lại gì nhỉ trở thành một cái gì nhỉ gọi là vướng víu cho người ta cản trở cho người ta nhá đáp án chính xác đáp án số số 4 thế còn sappari ne hoàn toàn không có hiểu gì cả ok hay còn ageku ne ageku nhị thì không có nhưng mà ageku là gì nhỉ sau rất là nhiều thế nào nào đó thì cuối cùng thường sẽ dẫn đến một cái kết quả mà nó không được tốt cho lắm nhá thế còn hang men vừa nãy mình đã nói rồi đúng không diễn tả hai cái khía cạnh hai cái mặt mà gần như ngược nhau của một cái chủ thể nào đó vừa, vừa nãy còn nhớ cái câu là mẹ tôi bình thường thì hiền nhưng mà cáu lên là cũng ghê gớm lắm đúng không các bạn nhớ không ok Đấy, đó là câu số 11 nha tiếp theo câu số 12 ano onko kare ga okoru nante chấm chấm đúng không hara ga tattan da câu này nghĩa là gì nhỉ cái việc mà một cái người à, à, cái việc mà anh ấy đúng không cái việc anh ấy một người vốn rất là hòa nhã rất là điềm đạm ôn cô nhé ôn cô nhá là điềm đạm hòa nhã mà bây giờ lại nổi cáo thì hẳn là anh ấy đã thế nào đó tức giận đấy nhỉ ừ. chúng ta sẽ phải cho một cái từ gì đó mà nó nhấn mạnh mức độ ở đây nhá chúng ta có à? yohodo masaka sekaku câu này cũng khá dễ đúng không ừ. rồi rất là tức giận nhá yohodo hara tattan daro thì cái từ yohodo này chúng ta sẽ bằng với cái ý nghĩa là từ totemo nhé, totemo. Ok, còn lại sasuga và masaka vừa nãy trong hai câu trước mình cũng đã giải thích rồi. À trong trước đấy có một câu mình đã giải thích rồi, không giải thích lại nữa nhá. Còn sekaku là gì nhỉ? Đã mất công thế nào đó, đúng không nào? Sekaku tsukutte moratta mono de. Ok, vì là cái thứ mà gì nhỉ? Mà ví dụ ai đó đã gì đấy, đã mất công làm cho tôi thế nên là gì nhỉ? Một tabenake bên cái này nên là tôi phải ăn thôi, đúng không nào? Hay, đó là câu số à, 12. Câu số 13 này. Bên kiểu này để manga bác yonde yon đi wa haha no de na manga zenbu thế nào đó. Được chưa nào? Là gì nhỉ? Tôi. Tôi đúng không? Cô chủ ngữ câu này là tôi. Tôi một người mà thế nào ấy nhỉ? Tôi một người mà thế nào đấy nhỉ? Ờ, chẳng có chịu học hành gì và chỉ toàn là đọc truyện tranh đúng không? Toàn là đọc truyện tranh thì thì bây giờ là dưới cái lệnh mệnh lệnh của mẹ tôi nên cuối cùng là tôi bây giờ đã thế nào tất cả những cái cuốn manga mà tôi yêu thích nhỉ? các bạn chọn ra dòng ngoài Câu này một câu liên quan đến thể động từ mọi người Bạn nào mà đã xem được cái thể động từ mà về bị động Sai kiến hoặc bị động sai kiến của mình vừa mới áp hôm trước Thì các bạn sẽ làm câu này rất là dễ này Ừ, là gì nhỉ? Tôi đã bị mẹ bắt vứt hết Được chưa nào? Bị mẹ bắt vứt hết nào mọi người Ừ, ste sase Bị mẹ bắt vứt hết Ok, đấy đúng rồi Cuối cùng cũng được trọng dụng đúng không? Được, à, thực ra thì những cái câu mà liên quan đến thể ấy, Thì trong đề thi N3, N2 ấy, Nó rất là hay có ấy, mọi người Nên các bạn cố gắng thật là chắc những cái thể này cho mình nhá ờ, ừ, Tôi bị thế nào thế nào đó Bắt thế nào nào đó nhá Thế còn những cái này nên Là mình bắt ai đó vứt Đúng không? Thì không 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 dùng câu này ờ, ừ, à, Câu này chủ ngữ là tôi mà Thì cái hành động mà Chỗ này sẽ là mang ý nghĩa bị động nhưng mọi người nhá Chứ không phải là tôi khiến ai nó làm gì được nhá Hay. Ok, thế câu số 3 này stay. Vetemorata desu yeah. ne Vetemorata đây là một cái hành động mà nó không được thích đúng không? Mình rất là không thích nên là uh, không sử dụng với cả VT morau là một cái hành động à, một cái cách nói mà mang thể hiện ý nghĩa là mang ơn nhá, yeah. biết ơn. Thế còn câu số 4 ste radete morata cái này cũng um, thể bị động không có đi với uh, nhé. Yeah. Ok chưa nào? Hay, rồi cũng hợp lý. Tiếp theo câu số 14 nhé yeah, mọi người nhá. Yeah. Hokkaido ni wa desu ne, eh, kitaguni chấm chấm no oishii thật sang được. ở ở Hokkaido thì nó có rất là nhiều những cái đồ ăn ngon mà không biết là các bạn nào đã lân la sang ngữ pháp của N1 chưa chúng ta có một cái ngữ pháp rất là hay của N1 mà rất là dễ học nha mọi người nha đó là nara de nhé có rất là nhiều những cái đồ ăn ngon mà chỉ có ở những cái vùng ở những cái khu vực mà thuộc gì nhỉ thuộc về phía bắc trong trường hợp này phía bắc của Nhật Bản đúng không những cái tỉnh mà đang phía bắc của Nhật Bản đó nhá, thì chúng ta có một cái ngữ pháp là gì nhỉ? Danh từ của với nara dewa ne, một những cái gì đó mà chỉ có được ở cái ở cái nơi này mang cái đặc trưng, mang cái phong vị, mang cái đặc sắc của nơi đó nhá. Hay thế còn nara ba là nếu như dara kể nên là chỉ toàn là đúng không? Sai là gì nhỉ? Là ngay cả nhá, không phải. Đúng nào. Ok, câu số 14, đáp án số 1 toàn chính xác nhá. Tiếp theo là câu số 15 nhá mọi người nhá. Hai. Kanojo wa xin no dịch -no to ちがつながっていなかったという受け入れ事実を知らされた Câu này là gì nhỉ? Cô ấy, cô ấy làm sao đấy? Cô ấy đã được thông báo nhá, chỗ này là ngữ pháp à thể bị động nhá mọi người nhá, đã được thông báo một cái sự thật thế nào đó nhỉ? Đó là gì nhỉ? Đó là thật ra thì cô ấy cô ấy không gì đấy không có gọi là gì nhá máu mủ giật già gì với cả bố mẹ của bản thân mình thế bây giờ cái sự thật gì nhỉ mọi người nhỉ sự thật thế nào tiếp nhận đây mọi người sự thật khó mà tiếp nhận được đúng không nào trong bốn cái này có cái nào là khó mọi người khó là cái nào đấy so this nè đó là gatai this nè uke ide gatai ok uke ide ok là cái sự thật mà khó chấp nhận được nhá. Hay, đó là câu số 15. Tiếp theo, câu này là một câu về kính ngữ mọi người ơi. Các bạn đã xem clip kính ngữ của mình chưa? Nếu mà xem rồi thì đảm bảo câu này sẽ làm được luôn. Đó là gì nhỉ? Câu số 1 nhá. À câu số câu người A nhá. Bucho, bucho wa no Yamada san to e Tanigawa san ga sareta Chấm chấm thế nào đó? Nhá, thế bây giờ là gì nhỉ? Này, anh trưởng phòng ơi đúng không? Trưởng phòng có biết, đúng không, biết cái việc rằng là anh Yamada hay chị Yamada anh Yamada của phòng, phòng kinh doanh và chị gì nhỉ, và chị uh, Thanigawa Tanig đúng không đã kết hôn không ạ thế thì các bạn có nhớ trong cái video trước mình có nhắc mọi người gì nhỉ với những cái câu mà liên quan hỏi về kính ngữ thì chúng ta, không quan trọng câu đấy là ai nói nhé mọi người nhé, mà chúng ta quan trọng là cái chỗ này mà chỗ cần điền á, cái hành động ở trong chỗ cần điền đấy, nó là hành động của người mình cần phải tôn kính hay là của mình nếu mà là của người mình tôn kính thì sẽ là dùng tôn kính ngữ còn nếu mà là hành động của mình chúng ta dùng khiêm nhường ngữ đúng không nào thế trong trường hợp này anh có biết ai có biết anh có biết tức là gì nhỉ là bự chô có biết thì mình phải dùng gì đấy tôn kính ngữ vậy thì có biết cái sự cái chữ biết ấy city um, uh, tôn kính ngữ của city là gì nhỉ gozonji desu ne đây gozonji de Irasshaimasu ka Ok, gọi John đi đấy cả. Gọi John đi đấy, cả. Đây là đều là tôn kính ngữ của cái câu là shitaimas cả, nhá. Ok, thế còn câu số hai. Câu số 3 đều là khiêm nhường ngữ Thế còn lại ví dụ câu số 2 Nó sẽ liên quan đến gọi là kính ngữ của cái gì đây Của từ à, nhìn chữ này đúng không Đoán ra đúng không Chữ kikimasu nhé ờ, Thế đây cũng thế là Okikishimashita cả Đây là khiêm nhường ngữ rồi nhá, Khiêm nhường ngữ rồi à, Không phải tôn kính ngữ nhá Thế còn cái này Đây không phải là dạng tôn kính ngữ của từ uh, nhé mọi người nhá Nên là chúng ta sẽ chọn đáp án số 1 Đáp án chính xác nhá Ok tiếp theo chúng ta cùng nhau làm câu số 17 nhá Kyoshi <laughs> chấm chấm Seito ni in shiu susumeru nante arienai Không thể tin được cái việc gì đó. Việc gì nhỉ? Một người giáo viên mà lại đi khuyến khích học sinh, học sinh uống rượu. À vậy thì bây giờ mình sẽ nhìn trong bốn cái này, cái nào mà gì nhỉ? Không thể tin được một người mặc dù là giáo viên, đúng không? Mặc dù còn trong vai trò là giáo viên thế mà lại đi thế nào nào đó. Trước tiên chúng ta có như một kamawazu desu Chúng ta có một cái ngữ pháp là mo dự. Ví dụ như là kanojo wa hitome mo kamawazu. E, kodomo no yoni nhịn tải nhé là gì nhỉ cô ấy chẳng màng ánh mắt của mọi người thì vẫn khóc như một đứa trẻ vậy nhá thì cái từ là gì nhỉ mộ kamawa dự là mình làm một cái hành động gì đó đằng sau mà chẳng gì nhỉ chẳng màng đến cái đằng trước nhá tiếp theo det là gì nhỉ bằng với uh, đây là gì nhỉ đưa ra cái từ bình thường vốn là đe a đự mọi người đe a đự là gì đấy là à, ngắn của đà né thì trong trường hợp này nó sẽ bằng với dst là đưa ra nguyên nhân thôi vì là thế nào đó ừ nhưng mà hai cái này vào trong cái câu văn đều không hợp đúng không ừ chẳng màng là giáo viên hay là chẳng à, hay là vì là giáo viên mà lại đi gì đấy đi um, khuyến khích học sinh uống rượu đúng nào thế còn chúng ta có câu số bộ à, câu số ba mọi người nhé đó là de adinagara nhé de adinagara mặc dù là giáo viên thế mà lại đi khuyến khích học trò của mình uống rượu nên là câu này đáp án chính xác đáp án số 3 nhé mọi người nhá. hay còn lại không chỉ nào nào đó thì cái này không phải nhá. Đấy, rồi đây câu số 17. Câu số 18 này mọi người ơi, ừ, ở trong một cái nhà hàng. á à, câu này lại động đến kính ngữ này mọi người ơi. Nhân viên sẽ hỏi khách hàng là gì nhỉ? Onomimono wa koshi to Doshirani Bình thường là mình hỏi là gì nhỉ? Anh chị chọn món nào đúng không? Thì bây giờ là chọn món nào là hành động của ai? So this nhé, không phải là hành động của nhân viên mà phải là hành động của của khách hàng Mà hành động của khách hàng sẽ gì nhỉ? Giống tôn kính ngữ và tôn kính ngữ của từ shimas Các bạn sẽ chọn cái gì mọi người? Doshirani So desu ne? Ok, xem lại ngữ pháp về tôn kính ngữ cho mình với nhá Ok, à, tôn kính ngữ của shimas là gì nhỉ sai masu Chứ không dùng là gì nhỉ à, không dùng để sai khiến là sasemas hay là sarerun desu ka? Không có nào đúng không? À, còn chỗ này là gì nhỉ ví dụ à, chúng ta có một cái kính ngữ của cái từ kimaru esu ne? Đó là gì nhỉ okimari ni narimasu ne? Nhưng mà cái chỗ này chúng ta sẽ không dùng ở đây nhá Dochira ni nasai ka? Ok chưa nào? Hay, đó là câu số 18 rồi. Khi mà các bạn nào mà xem kỹ lại bài kính ngữ của mình thì mình nghĩ là những cái câu kính ngữ trong N3 N2 các bạn sẽ làm rất đơn giản luôn mọi người. Tiếp nhé, câu số 19 này onlineの授業中にインターネットの調子が悪くなって先生の声がちゃんちゃんするですね. rồi là gì nhỉ? là trong cái giờ học gì nhỉ? trong cái lúc mà diễn ra giờ học online á thì làm sao ấy nhỉ? thì cái, uh, cái 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 tình trạng của mạng nó không được tốt thế nên là cái giọng của giáo viên mình thế nào nhỉ mọi người nhỉ? một cái ngữ pháp rất là gọi là căn bản đi lên từ N3 nhá mọi người đó gì nhỉ lúc nghe được lúc không nghe được chúng ta một cái ngộ mẫu ngữ pháp gì nhỉ tà tari Cô ấy nói đi là gì nhá, gì Lúc thì nghe được, lúc thì không nghe được nhá. Hay, ừ, thế nên là giọng của giáo viên lúc thì nghe được, lúc thì không nghe được. Đáp án số 1 là đáp án chính xác nhá. Thế còn là kỳ cô được gì? Kỳ này Cái từ si si này mọi người thì nó sẽ chỉ dùng trong những câu mà đưa ra liệt kê của những lý do gì đó thôi nhá. Thế còn là gì nhỉ? Kỳ kỳ tôi đây này nhỉ? Cái này cũng không đúng luôn không nào? Để mà không thể nghe được không, không, hợp lý nhỉ thế còn là gì nhỉ kỳ kết được kanji <laughs> ga sư nhé kanji ga sư là mình có cảm giác mình có cảm giác là nghe được nghe được giọng của giáo viên thì nó không hợp lý về về nghĩa ok cho mọi người ấy? đó là câu số 19 câu số 20 này Thakai okane kane o haratte nihongo gakko ni haitta no dakara kanarazu nihongo noryoku shiken ni gokaku chấm chấm đúng à? là gì nhỉ à vì vì tôi đã trả một cái khoản tiền rất là lớn để mà gì nhỉ vào được cái trường trường tiếng Nhật có ai bạn nào đang học trường tiếng Nhật không? Mà phải thanh toán rất là lớn đúng không? Thế nên là tôi nhất định là sẽ thế nào đấy nhỉ? Sẽ đỗ kỳ thi tiếng Nhật cho mà xem đúng không nào? Thế thì cái đáp án nào, cái ngữ pháp nào vừa nãy ở đằng trước là một cái câu mà mình cũng nói rồi Đó là mình làm một cái hành động gì đấy để thể hiện cái quyết tâm của bản thân là gì nhỉ? Là mình sẽ làm cái gì đó cho mọi người xem, cho mọi người thấy được các bạn số mấy nhỉ? Go các cứ Shitemiseru Ok, đáp án chính xác đáp án số 4 nha Ok, đó là gì nhỉ? Go các cái <laughs> shitemiseru Vetemiseru là mình làm một cái gì đó Cho người khác thấy và cũng là một sự thể hiện cái quyết tâm của bản thân mình nhá. Thế còn sư được mono ừ được mono trong cái câu mang nghĩa phủ định nhá. Ví dụ ni đầu tổ cứ được mono là gì nhỉ? Tôi tuyệt đối sẽ không đến lần thứ hai đó chẳng hạn. Đó nhá. Hay thế còn là wakeda là thế nên là đứng ở cuối đuôi câu đúng không? Thế còn tối ưu mono đế bà này, trước đấy cũng có một cái câu vào rồi nhỉ. Đó là gì nhỉ? Không hẳn có nghĩa là hay nào đó nhá. Hay, như vậy câu này đáp án chính xác đó là được. Ok. Tiếp theo câu số 21 này. Ừ, câu số 21 đây một cái cụm từ gọi là gì nhỉ? Từ hơi chuyên ngành một chút các bạn mà sốc ở trên mạng ra thì nó sẽ ra là gì nhỉ? Đây nó giải thích luôn đây là cái mục tiêu phát triển à, duy trì lâu dài dài hạn đúng không nào? Hay, thế bây giờ chúng ta sẽ nhìn này. Ngày hôm nay tôi muốn nói chuyện về cái cái cụm từ này や、これは、最低という意味で,です、ね、SDGS ですね、持続可能な開発目標という意味で、えー、貧困をなくしたり、えー、環境問題を改善したりして、より良い社会を作るための国際的な目標のことです。うん、そこは、これは、結構、これは、これは、これは、これは、 lâu dài bền vững nhớ. thì cái này nó là cái mục tiêu mà mà gì nhỉ mà bằng cái việc là nó sẽ xóa bỏ đi những cái à, những cái đói nghèo rồi cải thiện thêm những cái về vấn đề về môi trường để cuối cùng đặt đến một cái mục tiêu là gì nhỉ mang tầm cỡ quốc tế là để tạo ra một xã hội tốt hơn đó thế thì câu này một câu mà giải thích cho mọi người nhá thì một cái câu mà một cái ngữ pháp mà nó cách nói mà đưa ra giải thích định nghĩa chúng ta có ngữ pháp gì mọi người nhỉ ừ đó là tối ưu nó ạ ờ sdgs tối ưu nó ạ ok chứ còn tối yêu bà tối yêu bà nếu mà nói tới một cái gì đó thì chúng ta thường hay nghĩ là một cái một cái hình ảnh đặc trưng gì đó ví dụ bê tông nam đi tối ưu bà phơ Ok, nếu mà nói đến đồ ăn Việt Nam thì hẳn phải nhiên là hẳn nhiên phải nhắc đến phở ha? đúng không nào? Tôi tẹo ạ, à, nếu mà nói cái gì gì đó, đúng không? Còn lại chúng ta có ngữ pháp là to buddies nhé thì cái này là một cái ngữ pháp của N1 hơi khó một chút. À đằng trước thì nó sẽ thường là một cái gì đó mà nó đựng ở trong một cái gọi là cái trích dẫn ví dụ câu nói đúng không thì các bạn nghe thử nha ví dụ như là bây giờ khi mà mình cho con bé xâm ăn rau chẳng hạn cho đĩa rau hay là gì nhỉ nó quay mặt đi ờ, như thể muốn nói là gì nhỉ ya sai ya da thì mình có thể nói là gì nhỉ à ya sai ya da to bakari ne yoko ne là gì nhỉ, nhỉ? đứa con gái tôi gì đấy ngó ngoảnh mặt đi chỗ khác như thể muốn nói rằng là con ghét sao đúng không nào yes say ạ ok hay thì đó là một ngữ pháp của n một mọi người ơi ok chưa nào rồi như vậy câu này một câu thực ra thì nó khá là dễ thôi để tìm được đáp án khi mà uh, nó đưa ra một cái ngữ pháp mà khá là điển hình của n hai đúng không nào đó là gì nhỉ giải thích một cái định nghĩa nào đó tiếp theo câu số 22 này ưng tên men kiểu gà tôi tổ chờ chờ đúng không? Nhi hôn ưng tên để là gì nhỉ? Ờ, ừ, thế nào đó? Gì đây? bằng lái xe thì ở Nhật Bản sẽ không lái xe được Nếu mà không có bằng lái xe thì ở Nhật Bản sẽ không thể nào mà lái xe được Được chưa nào? Ok Ta à, số mấy mọi người? <laughs> có số mấy nhỉ? câu số mấy nhỉ? Rồi chúng ta có ngữ pháp Này, cô tuần như vậy nhé Nếu mà không có bằng lái xe thì sẽ không thể nào mà lái xe ở Nhật Bản được Đưa ra một cái gì nhỉ? Một cái uh, Nếu như mà không có đằng trước một cái điều kiện cần để mà có thể làm được cái hành động nào sau còn nếu mà không có cái đấy thì không thể làm được nhá Hãy tên men kuga này cô Thế còn này ni cho dù thế nào đó, nac mộ dù không có thế nào đó và nay cô tổ mộ thì là gì nhỉ? Dù yeah. không phải là, không, là phải ]ですね. không, không thế nào đó nhá Thì cả ba cái này đều không hợp với nghĩa được chưa nào? Ok. Hãy tiếp câu số hai mươi ba nhá. Cô nói cửa là cả chấm này. 1 cái xin tắc Câu này là gì nhỉ? Cái bộ quần áo này đắt ấy thế mà, đúng không? ấy thế mà, vậy mà Chỉ giặt có một lần thôi mà lại gì nhỉ? Rách mất rồi Cái nào mà nó sẽ đưa ra cái ý nghĩa là gì nhỉ? ấy thế mà, đúng không? Mặc dù là đắt Đúng không nào? Các bạn sẽ chọn ra cho mình đáp số mấy? Sau đây nhé, đáp án số một tạo chính xác nhá nó gần như bằng với từ nôn mọi người nhá mặc dù là đắt ta các cả tán một cả cầu là mặc dù đắt thế còn nishitemo là cho dù thế nào đó như là cho dù có vất vả bao nhiêu thì tôi vẫn sẽ cố gắng đến cùng Ok chưa? Đấy. Câu số 3 thì chúng ta ghép vào thành một câu là gì nhỉ? Takakata kara i mono mặc dù là một thứ tốt vì đắt không phải đúng không? Ừ, đã tốt thì không thể nào mà rách được. Đây là đang đang phủ định cái chất lượng của nó mà nhá. Hay là câu số 4 là gì nhỉ? nano nanode vì là ở cái mức độ thế nào đó nhá. Hay, tóm lại câu số 3 23, đáp án chính xác là đáp án số 1 nhá. Ok, tiếp tục câu số 24 này. Ano kyoku ga terebi de chấm chấm. Ha ha, omoidashi. Hay, câu này nghĩa gì nhỉ? À, cứ mỗi lần đi ừ, cứ mỗi lần cái bộ phim à cái cái bài hát đó cái bản nhạc đó nó nó được phát ở trên tivi tôi lại nhớ đến mẹ cái nào mà nó sẽ diễn tả một cái sự lặp lại thường xuyên của một hành động gì đó nhỉ cứ mỗi lần nào bình thường n ba chúng ta có tabi ni nhé thế còn n 2 chúng ta có so des đó là ni skes nhé đây cứ mỗi lần nhá cứ mỗi lần cái bản nhạc này nó được phát trên tivi thì tôi lại nhớ đến mẹ ok chưa nào trong bốn cái này thì chỉ có nguyên cái đáp án số 4 là đáp án mang ý nghĩa là cứ mỗi lần thôi Ok chưa? Rồi, câu số 24, đáp án chính xác là đáp án số 4 nha Tiếp tục câu số 25 nào. Omega yanda là gì nhỉ? Ồ, oh, mưa dùng à, mưa tạnh rồi đúng không? Chấm chấm. Sora ni wa oki niji ga dete ta. Ờ, ừ, mưa tạnh đúng không? Và trên bầu trời thì xuất hiện cái cầu vồng rất là to. Vậy thì ờ ừ, câu một là soko số soko de thì thường là gì nhỉ? Ở đằng trước nó đưa ra một vài những cái vấn đề nó nó chẳng hạn đúng không? Và và khi mà nối với một cái câu là gì nhỉ à chính vì vậy chúng tôi đã làm ra những cái cách thức này những cái phương pháp phán pháp này để mà giải quyết cái vấn đề đấy thì nó sẽ thường dùng cái cái cái, cái từ nối là gì nhỉ là so là gì nhỉ chính vì lẽ đó mà dẫn đến một cái việc là chúng tôi sẽ dùng những cái phương pháp này để giải quyết những vấn đề trên nhá thế còn xuất ở tội thì là ngay lập tức mưa tạnh ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện Câu vòng lớn đúng không? Đáp án chính xác đúng Đáp án số số 2 rồi. Sát tệ, sát tệ là gì nhỉ? À chúng ta chuyển để vào một cái chủ đề chính nào đó thường hay gặp ở trong uh, mail này hay là trong những cái văn bản à uh, trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta kiểu như là phát biểu hay là uh, để kiểu như là bắt đầu vào cái vấn đề chính á nhá. Còn thật là thì là từ nối thì nó có thể mang nghĩa là gì nhỉ? À, tuy nhiên thì thế nào đó nhá. Hay câu số 26 này. À, gần hết à, chuỗi 30 câu mà liên quan đến phần này rồi thì mọi người cố gắng lên nhé. hãy các các chớ chấm Kangkioni Yasashi jido đô kai tay desu ne. Ờ tôi muốn mua một cái xe ô tô mà nó tốt cho môi trường. thế còn cái giá thì nào nhỉ? giá thì thế nào bây giờ? thử chọn nào. Arakazime Alakazimẹ là gì nhỉ? bằng với Mai là làm chức gì đó. Nhà, ví dụ arakajime là gì nhỉ điều tra trước tìm hiểu trước thế câu số 2 này imasara nhé cho đến tận lúc này thì thế nào đó thế còn là tomokaku nani nani wa tomokaku nhé ừ, bây giờ bỏ qua cái vấn đề về giá <laughs> ok chưa bỏ qua chưa bàn đến cái vấn đề về giá thì tôi muốn mua một cái xe ô tô mà nó phải thân thiện với môi trường đã đó là chính xác cả đáp án số そば、ば、うんざり、ら、ちゃん、うんざりする、ですね。ちゃんこわぬ、聞こたいんで、ちゃんこもううんざり、ですね。オッケー。日本語の勉強もう、うんざり、オッケー。はい。で、ではやこそはめばいいな。今年は大きな台風が続いて、えー、被害が増える。 Ok, diễn tả một cái khuynh hướng, một cái xu hướng nào đó Nó, nó, nó gì nhỉ? Nó đang diễn ra nào mọi người? Ờ, ừ. năm nay thì cứ liên tục là có những cái trận bão lớn và Và gì nhỉ? Và có một cái khuynh hướng là cái thiệt hại nó đang cứ Ngày càng, ngày càng nâng cao Chúng ta có đáp án duy nhất, có một đáp án là nó diễn tả một cái Xu hướng theo một cái chiều hướng nào đó Đáp án số, số đấy nè, đó là bác Tiếp theo, câu số 28 nào ga cho được nó nhỉơ chấm y tay của tố ạ này tốtốc đây có lẽ gì nhỉ M ừ, à, mặc dù là đúng không M à, mặcc dù là eh, cái buổi họp thì nó sẽ bị kéo dài ra đúng không sẽ được kéo dài ra thế nhưng mà khi mà hỏi khi mà bị hỏi rằng là gì nhỉ à Ngoài ra thì anh chị có cái gì nhỉ có cái um, um, câu hỏi nào không ạ à? đúng không thì dù có bị hỏi như thế thật nhưng mà cũng rất là khó nói đúng không nào? hãy thì đáp án chính xác là án số mấy nhỉ? Nanda, Nanda cả quả kedo này thì đồ không hiểu vì sao thế nào đó đúng không? Hãy, Yoke ni là một cách thừa thãi dư thừa. Thế còn Sonoko ni là ngoài ra thế nào? Còn mới đi đi là gì nhỉ? Làm là cái gì đó một cách gọi là cố quá, ừ, cố quá quá cố đúng không nào? Vậy thì chúng ta có là gì nhỉ? Sonoko ni y koto wa nai ạ, ka OK, anh chị có cái câu hỏi nào khác không ạ? Ok chưa nào? Hãy, đó là câu số 28. Câu số 29 này. Contest ni wa thật sự taksan ô obo ga atta ne. Rồi, có rất là nhiều những cái gọi là những cái đăng ký tham gia đúng không? À, vào cái buổi à, vào cái cuộc thi này bất kể lứa tuổi nào. Được nào? Chúng ta có nên nếu cái này thì dễ quá rồi. Ốt thô à nhé Chứ không có thuê bài nhé Thô nà Không có nhé Chỉ có ngữ pháp là Danh từ cộng với dự Ok. Hay câu số 29 còn lại sang câu 30 câu cuối cùng của phần này đi. E konna chấm. Yusho câu này là gì nhỉ? À thế nào đó mà lại cứ à, gọi là hài lòng thỏa mãn với cái sự luyện tập như thế này thì không thể nào mà giành chức vô địch được, không thể nào mà chiến thắng được đúng không nào? Thế câu số 1 này dakara hay là deva nano Các bạn sẽ chọn đáp án số mấy? So, đáp án chính xác của chúng ta đáp án số 2. Nếu như mà you đấy nhé. Nếu như mà đã thỏa mãn hài lòng với cái việc luyện tập như thế này rồi thì không thể nào mà giành chiến thắng được đâu nhá. You đều bạn Nếu như mà chúng ta ở trong cái trạng thái nào đó. Được chưa nào? Hãy thế còn đắc cả là vì vậy, nó nghĩ là mặc dù còn ni sai là gì nhỉ? Ngay cả là nào đó. Ok chưa? Như vậy là chúng ta kết thúc xong 30 câu ngữ pháp. À, ở phần chọn đáp án này rồi Các bạn làm đúng bao nhiêu câu Còn lại chúng ta cùng nhau đi nốt sang 10 câu phần điền sao mọi người nhé với một bài điền sao thì uh, trước tiên các bạn hãy nhìn qua cho mình ở cái những cái phần này những cái câu uh, câu câu mà uh, gọi là uh, dữ liệu của bài đã thế xong rồi chúng ta sẽ nhìn vào trong phần này rồi sau đó sau đó gì nhỉ chúng ta tạm dựa vào những cái gì nhỉ? Những cái từ vựng đấy để mình tạo ra cho mình một cái gì nhỉ? Câu có ý nghĩa đã. Và cuối cùng khi mà mình đã đoán được một cái mạch ý nghĩa câu rồi thì các bạn sẽ chấp ghép nó lại theo gì nhỉ? Theo những cái biểu hiện ngữ pháp hoặc là những cái chức năng ngữ pháp của từng cái một nhá. Thì ví dụ như câu này này. Ở cái việc mà là gì nhỉ? Những cái gọi là hòa bình hay là an toàn ấy thì nó thế nào nào đó không chỉ là nhờ sức mạnh của một người mà phải là của toàn thể gì nhỉ? Toàn thể xã hội. Thế bây giờ mình sẽ nhìn trong này ừ. Là sự hợp tác chung tay đúng không? Niyote hajimete chỉ khi nhờ có thế nào đó Hay là monodash né Diễn tả một cái chân lý nào đó Thì thường cái này nó sẽ nằm ở cuối câu này mọi người Ok, monodash Thế thì mình sẽ chốt cái này nằm ở cuối câu đi Ok, đó Thế còn sự là hình thành Đó, thế thì chỗ này mình sẽ thấy là gì nhỉ? À, câu có vẻ như gì? Ờ à, cái hòa bình, cái an toàn là cái mà là cái thứ mà nó sẽ được hình thành chỉ khi có được bởi cái gì nhỉ? Có bởi cái sự hợp tác của tất cả mọi người trong xã hội, của toàn thể xã hội chứ không chỉ là của sức lực của mỗi một người. Thế thì chỗ này chúng ta sẽ là monodai nhé. Thế thì bây giờ ở uh, niyote hajimete trước nó sẽ phải là một danh từ đúng nào? Chỗ này không phải đi rồi, chỗ này có nô no rồi, không được đúng không? Thế thì niyote ni niyote hajimete nhé. đi với cái này, ok? Zentai no ni niyote hajimete nó đi thật thì cái chỗ này sau cái chỗ này nó đi với cái gì nhỉ đi với động từ thì ok quá rồi đúng không nhiều tệ hơn mấy mono đã ok đáp án chính xác của câu này chúng ta đáp án gì nhỉ đáp án số bốn một hai bốn ba mọi người nhá Đây là mọi người nhớ cho mình này những cái câu này đầu tiên chúng ta đoán ra một cái logic câu văn đã đã thế sau đó các bạn lắp ghép nó vào dựa vào những cái chức năng ngữ pháp của của bốn đáp án đấy nhá câu số ba này ô tô ô tô ạ game mà nhìn mà em trai của tôi khi mà nó thua gì nhỉ thua chơi game ấy, thì khóc này rồi đến mức là cảm thấy rất là phiền toái này uh, khó xử này mà hoa đi những người xung quanh này hay là gì nhỉ cái từ này có nghĩa gì nhỉ gọi là rất là hiếu hiếu thắng và ghét thua cuộc ấy mọi người cái này ví dụ cái này nó sẽ chỉ đi được với cái tính chất để diễn diễn giải cho một cái chủ thể nào đó đúng không thì đây người ô tô tội nhé thì các bạn nhìn thấy trong bốn cái này trong bốn cái này T không thể đứng ở cuối câu được Mà khô độ thì cũng không thể đứng cuối câu được Mà gạ thì không thể đứng cuối câu được Thế thì có cái này đứng ở cuối câu chúng ta cho tạm vào đây Ok Đó, thế thì bây giờ là gì nhỉ? Tiếp theo này Cái từ khô độ này nó biểu, hiện cái mức độ chúng ta thấy ghép là gì nhỉ? À, shito ga komaru Ờ, ghép vào đây thành một cái cụm từ có nghĩa đúng không Thế bây giờ mình sẽ thấy là gì nhỉ? Ví dụ thằng em trai tôi thì khi mà gì nhỉ? Khi mà chơi game thì nó sẽ khóc đúng không? Và nó là một cái đứa mà rất là hiếu thắng, háo thắng Đến cái mức mà gì nhỉ? À, mọi người xung quanh cảm thấy rất là rất là khó xử nhá đáp án chính xác là đáp án số eh, tổ hai được chưa nào một ba hai bốn tiếp theo sang câu số ba mươi ba mọi người nhá chotto shita itazura de sendo ni <laughs> ishi o oita dake nano ni chấm bọn trẻ con đúng không bọn trẻ con thì mặc dù nó chỉ đặt một cái viên gạch à viên viên đá đúng không ở trên cái đường dây À, khi mà gì nhỉ? à, bởi cái trò nghịch ngợm rất là nhỏ nhoi của nhỏ nhỏ bé của bọn chúng thôi thế nhưng mà thế nào đó, Cô ạ, thế thì câu này nhìn ngay là được cái đuôi câu của chúng ta là gì nhỉ Daro, né hẳn là nằm ở đuôi câu rồi đúng không? Hẳn là hẳn là gì đây? Hẳn là chúng nó không thể nào mà tưởng tượng ra được. Thế thì đứng trước cái đà đồ bao giờ nó cũng phải đi với thể gì mọi người? Thể thường đúng không? Trong cái này, cái này có phải thể thường không? Cái này phải thể thường không? Không đúng không? Đây, shinakatta desu ne. Yoso Đà daro. Ok. Hẳn là không thể tưởng tượng được. Thế thì đi thi chúng ta nhìn cái chỗ này là chúng ta chọn ra số 3 rồi đúng không? Ok. Hẳn là chúng nó không thể tưởng tượng được rằng rằng là gì nhỉ? Chỉ bằng à mặc dù chúng nó chỉ đặt một cái viên gạch, viên đá nhỏ trên đường dây như vậy thôi, thế mà lại gì nhỉ? Thế mà lại こんな事故になを言、えー、うとは何を言うとは何を、okay. yeah. はいえー okay. 言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは何を言うとは Câu này là gì nhỉ? Này Yamada-san, uh, uh, nghe nói là gì nhỉ? Uh, cậu uh, bị ông uh, ông ông trưởng phòng đúng không? Ông tổ trưởng ông ấy bảo là là gì nhỉ? Uh, cậu từ ngày mai thì không cần phải đến cũng được đúng không? Thế thì câu này là gì nhỉ? À, cô đã. Tệ cứ bị đi nát thì từ ngày mai không đến được thì Thế tức là gì nhỉ? À, tức là tôi bị nghỉ việc đúng không? Bị bị đuổi việc đấy. Thế thì à, cô tôi đài nhé, cô tôi đứng ở cuối câu đi đà mà đúng không cô tổ đại thấy còn bây giờ tiếp này cái cháu đi với từ cứ natta nát tại nè cay cháu cứ nát ok đáp án là gì nhỉ cái cháu cứ bị nát tại sao natta tật mọi người nhỉ ở chúng ta có là ở uh, đây hay gọi là thể thường đi thể thường nhá thể thường cộng với tệ cô tổ đại cô tô đà thì nó sẽ mang ý nghĩa gì nhỉ bằng với tối ưu của tô đà nhé có nghĩa là như vậy đồng nghĩa là nhưng mà trong văn nói thì nó sẽ không nói là tối ưu nữa mà gì nhỉ tế cô tô đà ok hãy thì đó là câu số 34 câu số 35 này và ta sẽ nam tôi tôi không có hiểu gì tiếng việt cả thế nào tiếp nhỉ donna cái nào đúng không hạt xương sư đồ nó sai ờ ừ, thế bây mình sẽ chọn cái gì bây giờ từ sai né sai thì nó có thể đứng sau danh từ hoặc là đứng trước một cái một cái câu một cái kiểu câu hỏi là gì đó đúng không thì bây giờ sẽ gì nhỉ Donna ok <laughs> đúng không ờ, ngay cả cái việc là nó phát âm kiểu gì thì tôi cũng này nhé. Thì trong cái câu này thực ra thì các bạn sẽ thấy rằng gì nhỉ? Chúng ta rất là dễ để tìm ra cái từ này nó nằm ở cuối câu được đúng không nào? Đây, này nhé. Chứ những cái khác thì không nó không thể nằm ở cuối câu được đúng không? Donna hatsu wo suru no ka sae. này nhé. Tôi thì tôi gì nhỉ? Không có hoàn toàn biết gì về tiếng Việt cả mà ngay cả cái việc là chúng nó à, cái tiếng này nó phát âm như thế nào tôi cũng có rõ nhá. Hay đó là câu số 35. Tiếp tục câu số 36 này. Sofu wa kyonnen niwa de koronde kega o shite kara zutto chấm. Ông của tôi thì gì nhỉ? Năm ngoái kể từ khi mà gì đấy, kể từ khi mà ngã ở trong vườn bà bị thương ấy thì kể từ đó các bạn nhìn thấy câu này. Có một cái ngữ pháp gì mọi người nhỉ? Đó là veta kiri ne. Veta kiri ne là kể từ khi xảy ra cái hành động này làm cái hành động này thì đằng sau mãi mãi gì nhỉ? Duy trì mãi mãi cái trạng thái đằng sau. Thì chúng ta thấy chắc chắn là hai với một này. đi ni Ừ. À, rồi tiếp tục tục này e kiri ni thì cái chỗ này là naru, naru thường hay đi với với trợ từ gì nhỉ phó từ gì mọi người nhỉ trợ à, từ là ni isne. neta kiri ni natte iru thế bây giờ còn lại beddo de thì nó sẽ đứng ở trước cái từ neta ですね ok đó là gì nhỉ beddo de neta kiri ni natte iru ok chưa nào đó là gì nhỉ à, đã chuyển sang cái trạng thái là gì nhỉ trạng thái là không phải là ngủ suốt trên giường mà chúng ta hiểu là gì nhỉ nằm liệt giường mọi người nhé đây là một cái trạng thái nằm liệt giường được chưa nào? Ok, đó. hãy câu 36 là như vậy. Thế còn câu số 37 nào. Nihon kita bakari nihongo ga dekinai sei de toki ni wa chou chou ga kotoshi wa narete sonna koto wa nai. Câu này là gì nhỉ? Ờ, cái lúc mà tôi mới đến Nhật thì tôi chỉ tại là vì tôi không thể nào mà nói được tiếng Nhật. Thế nên là thỉnh thoảng thế nào, nào đó thế nhưng mà bây giờ thì tôi đã quen rồi nên là không có cái chuyện đó nữa thế bây giờ thỉnh thoảng thế nào nhỉ mo atta yo na gokai ne thế bây giờ à thỉnh thoảng cũng có những lúc mà tôi gì nhỉ tôi hiểu nhầm tôi bị hiểu nhầm nhá à, bị hiểu lầm nữa là gokai sadeu ok thế bây giờ gokai sadeu yo na koto mo atta ok thế nào Hãy, rồi ký như vào của cây sau đây vô là cô tô nhé thỉnh thoảng cũng có những cái lúc mà tôi dường như là bị hiểu lầm thế nhưng mà năm nay quen rồi không sao cả nhá Hay đấy câu số 37 Câu số 38 nàyăm cổ để chờ chấm mắt câu này là gì nhỉ thuốc lá thế nào đó thế nhưng mà vì là tôi bị sợ chết quá nên tôi lại hút thuốc lá <laughs> thuốc lá thì gì đấy non tôi đã nghĩ là sẽ không đúng không không hút thuốc lá nữa sư mày né bằng với sư này ok là gì nhỉ đây là, cái mai này là phủ định mà cách nói cổ mọi người nhá tôi đã à, thế bây giờ tabaco á ni to sư mày to omote ta nó nhị nó đứng ở giữa câu chúng ta sẽ phải nối bằng cái từ này đúng không đó nhá nên là các bạn từ cái nghĩa xong rồi chúng ta gì nhỉ chúng ta lần nó theo những cái gì nhỉ chức năng về mặt ngữ pháp ok chưa nào thôi còn hai câu nữa cố lên nào 高校時代の物理の先生は当時就職を予定していたちょんちょんくれたですね là giáo viên vật lý cái thời mà tôi còn học uh, um, cấp ấy thì gì đó nhỉ thì kureta uh, đã thế nào đó cho tôi cái gì đó đúng không thế bây giờ nhìn này te kureru ですね advice đã cho tôi những cái lời khuyên mà lời khuyên như thế nào đó thì sẽ là gì nhỉ? Yo ni, cho những cái lời khuyên như thế nào mà đúng nào? Ikuyo ni thì bây giờ, thì bây giờ đi đâu nhỉ? À, à, dai ga Thế còn cái chủ thể mà tiếp nhận cái hành động đấy sẽ là Watashi ni dai ga Hai. Rồi. Thế thì chỗ này chúng ta sẽ hiểu là Watashi thì sẽ là cái danh từ của cái cụm này. Nhá, thế bây giờ mình sẽ dịch lại câu này sẽ là gì nhỉ? À Giáo viên vật lý vào thời cấp 3 ấy thì đã cho tôi cái lời khuyên rằng là cho tôi một người mà gì nhỉ, lúc đó đang dự định là sẽ đi xin việc à, gọi là đi đi làm luôn á thì cho, cho, cho tôi, cho cái lời khuyên là gọi là hãy đi gì nhỉ hãy đi học đại học đi nhá hãy đây cái những ý cứ và câu cuối cùng nha mọi người nhá mày kê ok rồi câu số 40 nào Jumin Câu này chúng ta có về sau gì đấy giữa cư dân và chính phủ trong nhiều năm liền đã gì nhỉ có những cái tranh luận tranh luận gì đây Ô megutte phát hiện ra một cái ngữ pháp một cái ngữ pháp của N2 rồi đúng không nào xoay xung quanh vấn đề gì đó thế thì đứng trước cái ô megutte mà các bạn nhìn thấy có chữ tranh luận đây đúng không tranh luận về cái vấn đề gì đó ok đúng không nào thế mà ô megutte nó ra bao giờ nó đi với gì nhỉ với danh từ thế thì trong trường hợp này có mấy cái danh từ mọi người trực tiếp với danh từ nhá đây tính từ không được này da mở nộ cũng không được này mà ken siết dưới tranh luận về việc xây dựng ok xây dựng cái gì thì sẽ là da mở nộ và cuối cùng, tính từ thì đi với là Atarashi no Ok chưa nào? Rồi, đáp án chính xác là đáp án số số 4 nhé mọi người nha Ok, như vậy là kết thúc à, 40 câu à, ngữ pháp <laughs> ở trình độ N2 Và hy vọng là các bạn đã có khoảng độ 1 tiếng ngồi cùng làm bài và cùng chữa đề với mình thật là thú vị Coi như là một chút để chúng ta đổi gió gọi là À, thư giãn để trước khi vào ngày thi và có tinh thần là tốt nhé mọi người nhá. Hay và chúc các bạn sẽ đạt được thành tích cao trong kỳ thi tháng 12 à vị thi sắp tới và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo nha mọi người nhé. Ok sama Bye bye.